Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình có mặt ở tại cầu cảng quốc tế Dương Đông thị trấn nè các bạn. Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ. Gia đình tổ chức đi picnic đi ở ngoài bãi đường đi vô khu phố 3. Khu phố 3 nha các bạn. Cầu cảng quốc tế. Trung tâm của sân bay cũ. Nên mình quay cái này để kỷ niệm. Giờ mình sẽ quay một vòng cho các bạn coi những cái khu vực này. Các bạn du lịch gần xa thì đều ghé ở đây, nói chung ăn uống dã ngoại, cắm biển, view biển nha các bạn. Hướng biển này là hướng Tây Bắc nha các bạn. Giờ mình sẽ chuyển camera cho các bạn coi. Đây là cầu cảng quốc tế nè các bạn. Ở cầu cảng quốc tế nha. Trung tâm thị trấn Dương Đông. Tết âm lịch năm Canh Tý. Cái này trùng hai bánh sinh nhật luôn các bạn ơi. Chờ cũng hơi chờ các món các bạn.
nếu xuống đây chơi du lịch đó thì phải order trước đó nha. Rồi không có là không có ăn. Hai bây giờ chưa có giờ đồ đi. Bán đồ ăn đi ngủ quá. Thương quán kia nhiều. Ở đây với ông vui nha. Đây một số thì dân địa phương, còn một số thì khách du lịch gần xa. Chuẩn bị bắn pháo hoa. Đốt bằng cày đi. Mừng sinh nhật các bạn. Cảm ơn các bạn, cái này là sinh nhật đó nha. Sinh nhật của bà ngoại. Ôi, quá đẹp. Quá đẹp. 1, 2, 3. Trời đúng rồi. Thôi đây Nguyễn ơi. Bỏ dao ra trời ơi Nguyễn, cầm dao. Nó cầm nhang nha, được không? Đút cho mẹ ăn đi cơ. Giúp lên. Đẹp quá trời đẹp luôn nè. Chúc cho người coi lại clip nè. Quay cho mày. Bê chùi cho mày nội, bê lấy chùi cho mày nội. Chạy như vậy mới đáng nhớ. Mày lưu lại mày nè. Đúng không? Ơ trời trời trời. Trời cái này là bằng chứng nữa nha. Ngày má đi lên chơi hoa vậy đó. Em là
thứ năm. Năm có năm mày kìa, năm mày cho chút tao tao quay phim. Ai cũng dễ dễ không? Dễ này dễ. Trâu này má cái cầu ở đây nè, chuẩn bị tới mình cái ừ. Chụp hàng không có, không có mình gì đó. Tầng rồi. Giờ tới bốn rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mà không có vấn đề. Bây giờ thua. 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 Bây giờ thế mẹ kìa, thứ sáu kìa, sáu kìa. Qua ngồi cái bà Tư đi. Dốc quá rồi, rồi bị phải làm gì? Trời ơi, trời, chết tường. Ở đây vui vẻ. Trời ơi. Ờ, hung quá miếng đi. Lén, lén, lén hung quá miếng, tao chưa hung đó. Lén hung quá miếng đi. Bà lén kìa, không biết mày, có cơ hội mày. Ờ. Giờ vô, vô, vô. Gia đình bác bảy. Nam vô. Nam đứng vô. Nam đứng vô má, đứng gì đứng ngoài sao mày? Bỏ cái đồng thang nha. Hung đi, hung quá. Không mẹ già biết đi còn mẹ. Bi đâu giờ tới hàng cháu đâu? Hàng cháu vô. Cháu nào đâu? Cho kẹp giọng dây chánh nữa. Dương một kỳ luôn. Thầy xin luôn một kỳ rồi. Mở ta nói với anh. Đó, nhắc các bạn đi. Cháu nội đứng tôi. Bi, hai bi anh hai, hai anh em vô. Không có mắc cỡ.
với ông bà mà mắc cỡ vậy? Nó chết. Đặc biệt. Cháu kia uống xong rồi chút mệt có uống nước rồi thấy chưa? Rồi không ngồi đây giờ các bạn. Ôm ôm nội không biết nha. Ngồi đây chưa đó. Giá cái giá. Rồi cái kết thúc clip tại đây rồi, cái này cũng là kết thúc clip tại đây giờ cũng thôi giờ dẫn mua quay giờ nói má mang vô giờ chậm mua má cũng luôn giờ xa thua thì má thôi bây giờ rồi má thương mấy đứa cháu bệnh hoàn cảnh xa thua quá không có đi mà đi với má được gửi lên bao nhiêu thôi gửi lời thăm hai con được vui vẻ chào đồng bằng đầu năm tới cuối năm chị hai đứa cháu đó được khỏe mạnh thôi má là cũng rằng má quý gia sành với gửi cho sành với thằng nó nè gửi lời thăm chị này hai đứa cháu ngoại thì có gì kể cho thằng thành tài như là có dịp thì về có gì đủ duyên thì về nghĩa nghĩa nè với Betty nè anh nói con nghe đây có trong tâm ngoại là ước nguyện ngoại là hai đứa bay đi qua sông nước Mỹ mà có đồng tà mà học ăn học cho con thằng tài đi nha giờ thời gian nào có sánh tới thì thăm ngoại thôi nha đó ngoại sống tôi lâu đâu mà cả giờ tôi nhiều yêu cầu mà không cần tiền bà có tình nghĩa gọi về thăm ngoại ngoại quyết của đằng của ngoại rồi rồi chỉ có bao nhiêu thôi cũng làm chứ của đằng của ngoại trời ơi rồi kết thúc.